Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 23 lãnh đạo Vĩnh Phúc bị kỷ luật vì liên quan AIC, FLC và tập đoàn Phúc Sơn. Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 40 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 23 cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do hàng loạt các sai phạm liên quan tới AIC, FLC và tập đoàn Phúc Sơn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tự phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong công tác cán bộ. Bên cạnh việc một số cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, kê khai tài sản cá nhân không trung thực, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thì nghiêm trọng hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư. Trong đó, có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 23 lãnh đạo Vĩnh Phúc bị kỷ luật có lẽ là con số lớn nhất nếu so với các tỉnh khác có cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định trách nhiệm của các vi phạm nêu trên thuộc về các cá nhân, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Lê Duy Thành, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phạm Hoàng Anh, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Cùng chịu trách nhiệm còn có các ông Trần Văn Vinh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nguyễn Văn Trì, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đinh Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng chịu trách nhiệm còn có các ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Kim Khải, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Khổng Sơn Trường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Nguyễn Kim Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính. Ngoài ra, còn có các ông Nguyễn Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Đỗ Hữu Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Trần Gia Long và Nguyễn Bá Hiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đỗ Đình Việt, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bùi Minh Hồng, Nguyễn Công Lộc, Nguyễn Xuân Phương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Nguyễn Văn Bắc, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Nguyễn Văn Trì, Nguyễn Bá Huy, Đinh Ngọc Khoa, Vũ Chí Giang, Nguyễn Kim Khải, Lê Văn Kiên, Khổng Sơn Trường, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Tài, Đỗ Hữu Vinh, Trần Gia Long, Nguyễn Bá Hiến, Nguyễn Văn Độ, Đỗ Đình Việt, Bùi Minh Hồng, Nguyễn Công Lộc, Nguyễn Xuân Phương,
Nguyễn Văn Bắc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Trần Văn Vinh, Nguyễn Trung Hải, Phan Thế Huy, Lê Văn Phúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên khác có liên quan. Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 thông tin một số nội dung về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Đề cập hành vi nhận hối lộ của các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết quá trình điều tra C03 sẽ chốt số liệu cụ thể. Vậy cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận từ hậu pháo cụ thể là bao nhiêu? Là điều nhiều người quan tâm. Trả lời cho vấn đề này, Phó Cục trưởng C03 thông tin, qua điều tra bước đầu, hai bị can khai đã nhận số tiền nhiều tỷ đồng, bước đầu họ cũng đã nộp lại. Theo C03, đây là vụ án lớn và C03 coi đây là dạng tội phạm mới. Qua điều tra và lời khai của các bị can, C03 thấy bị can Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đã có những hành vi lũng đoạn gây áp lực để ép một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi. Để làm được việc đó, Nguyễn Văn Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền hạn. C03 coi đây là hành vi rất nguy hiểm, là dạng mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đảng, nhà nước. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn khai đưa tiền cho nhiều người, trong đó có bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Đến nay, mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Ngoài ra còn có các bị can Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông ở Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Bị can Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.